Nhà anh Bình thì hôm nay đang làm lý gì đó các bạn ạ. Hôm nay nhà làm gì đấy ạ? Lễ cúng cầu mùa. Lễ cúng cầu mùa ạ? Gọi là ở trên này thì khi mà thường là cấy xong hết là mọi người hay làm gọi ông thầy cúng này, gọi hồn lúa, hồn lúa này, hồn nước này, đấy, với lại ông cụ này, gọi là gọi về để cho nó cầu mong cho mưa thuận gió hòa này, mùa vàng bội thu này, đó. Hôm nay thực sự là một ngày bước chân phải ra đường rồi các bạn, khá là may mắn. Đến đây thì gặp anh Bình, cũng được thưởng thức món chè ống lam đặc sản ở trên bản liền này, và cũng được anh ấy chỉ cho cái cách làm các bạn. Càng nghe nhỉ. Hai, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn nào quay trở lại với Ado TV các bạn. Ây da này. Hiện tại thì mình và anh Nhiệm đang có mặt tại bản các bạn nhá. Các bạn. Và đến đây thì và mình đi khám phá vào một cái bản thì có cái cánh cửa rất là đặc biệt các bạn. Dùng cái sức của cái cành cây này mà nó đóng cửa tự động luôn, không phải dùng sức người. Đó là hai các bạn. Đến đây thì hôm nay thì hai anh em mình sẽ vào khám phá cái bản người Tày đen tại nơi đây các bạn nhé, xem có những cái gì hay. Và các bạn có thể ngắm cảnh ruộng bậc thang ở khu vực này các bạn ạ. Rất rất là đẹp luôn, mình cho các bạn lên đằng này xem. Đó, hôm nay thì không có thiết bị gì trên cao, nhưng mà chỉ cần từ đây nhìn ra thì khung cảnh các bạn. Đang là mùa hè mà giống như mùa đông các bạn. Cái khu vực này là cao nhất rồi các bạn nhé. Quanh năm suốt tháng lúc nào cũng sương mù như này. Đó. Thời tiết cực kỳ mát mẻ luôn các bạn ạ. Mùa hè lên đây thì đúng là tuyệt vời. Ở trên này thì đa số toàn là nhà sàn của đồng bào người Tày thôi các bạn nhé. Rồi các bạn ạ, vừa rồi thì mình với anh Nhiệm ở đằng dưới kia các bạn đi loanh quanh lên đằng này thì mình nhìn thấy ở trên đây thì có người đang hái chè các bạn. Mình sẽ lên hỏi thăm một tí. Nhiều cây chè ở trên Bắc Hà, trên bản liền này thì có cái chè bản liền các bạn nhé. Nó khá là nổi tiếng. Nó giống như kiểu là chè Tây Côn Lĩnh, Hà Giang ấy các bạn ạ. Và ở trên này thì là cái vùng núi cao. Chè thì càng ở trên vùng cao xứ lạnh ấy thì nó càng ngon các bạn nhé. Sướng chè cây cây. Toàn đấy. Chè cổ thụ ở trên này. Rồi em chào anh em chị nhé. Em chào anh chị nhá. Chào hai bạn nhé. Bọn em đi vào bản để chơi anh ạ. Vào bản đi chơi quay quay. Anh cho em lên chơi được không? Để quay phim đi được không? À, anh chị đang hái chè các bạn ạ. Ôi đây này các bạn. À, đây, đi đi theo cái này lên đúng không anh? Ôi các bạn đây này, mọi người thích. Có chắc chắn không anh? Có. Anh lên trước đi. Cho anh Nhiệm lên trước các bạn. Ui quá chắc chắn này. Cái thang lên qua cái ta ly này. Mình sẽ đi lên các bạn nhé. Ôi chào anh. Chào anh em nhé. Vâng. Hái được lâu chưa? Hái được một tí thôi. Vâng. Vừa mới về. Chắc là lấy mấy mẻ về trước xong bây giờ mình mới hái tiếp đúng không ạ? Ui. Sáng nay hái từ lúc 5 giờ xong bây giờ đi về xong bây giờ lại về hái tiếp. À. Vâng. Được một mẻ rồi ạ? Được một mẻ rồi. Đây. Em chào anh. Đây, bên trong nó như thế này. Dạ vâng. Đấy. Ở trên này các bạn là mình thấy gần như là cái cây cây chè nào nó cũng bị cũng có cái rêu các bạn. Cái rêu này là tại vì ở trên này nó không khí nó lạnh quá ấy. Với lại sương mù thì có nhiều nên là cây chè ở trên này đa số là mọc rêu. Mọc rêu. Vâng, với lại cây chè này nó cổ thụ nó nhiều năm tuổi à, nên nó ở lâu ở toàn sương với gió nên là nó có nhiều rêu lắm. Vâng. Một cái chè này niên đại nó là còn là bao nhiêu tuổi vậy anh nhỉ? Cái này thì chắc nó còn khoảng 120 tuổi rồi đấy. 120. Ui, vâng. Hơn 100 năm rồi. Vâng. Ngày xưa thì toàn có cây to nhưng mà đợt trước thì kiểu bọn Trung Quốc nó ra lừa dân đấy, xong thì làm hớt bán hết rồi. Xong giờ toàn có là cái bé thôi. Bé tầm khoảng vừa là bán cái giá cao đúng bán cả cây đó. Đúng rồi, mình cắt thành hớt mình bán. Trong lúc đấy nó mua có giá lắm. Xong thì bây giờ thì lại toàn có cây mà cây toàn tầm khoảng độ 100 tuổi đổ xuống rồi. Tức là mà to một người ôm thì không có. Em vặt như này có đúng không? Đúng rồi đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Một cái, tum một lá đúng không? Vâng, cái đấy là hai lá một tôm. Hai lá một tôm. Vâng.
Mình để ý ở đây các bạn nhá, thì mọi người dân đây đều tất cả mọi người kể cả đi chợ hay là đi chơi hay là đi làm đều mặc đây này, đều mặc bộ đồ truyền thống các bạn, áo đen của người Tày, cả đàn ông và phụ nữ các bạn. Tốt thật. Ui, cái này mình làm một tôm bốn lá đều. Anh ơi, anh cho em hỏi tí, hỏi anh tên là gì ạ? Để em xưng hô ấy. Mình tên là Vã Bình. À, anh Bình ạ? Vâng. Mình là người Tày đúng không? Mình là người Tày. À vâng, người Tày. Em đoán đúng, vâng. Cả bản là người Tày. Vâng, ở bản đây là có 4 thôn, từ đội 1 đến đội 4 là toàn dân tộc Tày. Còn các bạn ở xa xa ngoài kia là các bạn dân tộc Mông và các bạn dân tộc Nùng. À vâng. Ở đây chủ yếu người Tày. Vâng, Tày đây là người Tày chủ yếu. Ở đây thì đa số toàn sống kinh tế thì toàn dựa vào cây chè. Cây chè. Vâng. Chè bản liền các bạn ạ. Vâng, chè bản liền ạ. Chè này thì cũng rất là nhiều người biết đến. Thì hiện tại thì mọi người toàn xuất đi các nước châu Âu thôi. Chứ còn các siêu thị thì hình như là không có. Thế ạ? Vâng. Đây là các bạn, chè. Không biết mình nhặt có đúng không? Này anh Nhiệm cầm chè. Chất lượng luôn nhỉ, các nước châu Âu. Đây. Phải trèo lên lấy. Ừ. Cái này một là mỗi lần, mỗi ngày mình thu khoảng bao nhiêu cân hả anh? Mỗi ngày này thì anh cũng chỉ hái như kiểu cái mùa này thì nó ra ít hơn thì một ngày thì anh hái được tầm khoảng độ 30 cân thôi. À, 30 cân. Vâng, 30 cân là được 1 cân rưỡi chè. Ui, 30 cân mà sao được 1 cân rưỡi chè rồi? Thì bây giờ thì 5 cân là được 1 cân. Thì 30 cân thì nó lại được 3 cân chứ. 3 cân đúng rồi. 3 cân. Đúng rồi, 3 cân. Đấy còn được 1 cân rưỡi chè. Đúng rồi. Tại vì bây giờ nó ra ít đấy ạ. Trong lúc đi hái chè em đang được nóng, giờ em đang làm nhầm nóng. Đâu? Ở đằng này các bạn. Vâng, hôm qua trời mưa to, bây giờ là đến mùa nấm nên là hôm nay đi được nhặt được nấm ngoài kia kìa. Nhặt được chủ ít những thêm nấm này đúng không ạ? Cái này là nấm gì đấy ạ? Nấm đất. Cho em xem. Nấm. Ui, nấm to thế. Cho em xem cái củ kia đó. Nấm muối. Mà to thế nhỉ? Nấm muối. Ui, sao nấm này to thế nhỉ? Có phải để nấm muối rất là thơm, để là cái mùi đặc trưng là mình thử xem nào phải là. Ui, nó thơm anh ạ. Đúng rồi, đúng là mua phải cái đúng cái vị đặc trưng riêng của nó. Ôi sao nó to thế nhỉ? Sao mình sao bé con này nó to thế nhỉ? Mình cũng thường đi hái cái nấm muối này các bạn vào mùa này này, vào tháng 6 tháng 7 mưa xuống vậy là trời nó nắng lên, nó nóng ẩm ấy, nó có muối, nó có những cái cây nấm muối này, nó mọc từ cái tổ muối bên dưới, nhưng mà nó không thể to như này được các bạn ạ. Bình thường nó chỉ to bằng một nửa này thôi. Cái này gặp nhưng mà sau này to thế nhỉ? Đi hái chè còn được cả rau về ăn nữa. Đúng rồi, được cả rau về ăn trưa nữa. cái này mà gặp mình mà đi nhìn thấy cái nấm muối to này chắc là mình sợ là nấm độc, chắc là không dám lấy đâu. Chắc là bỏ không, qua. Không, ở trên này là bọn em ăn cái này quen rồi anh ạ. Cứ tầm những ngày tháng năm, cứ tầm khoảng tháng độ tháng 5, tháng 6 là bắt đầu có cái nấm này. Dưới em cũng có mà nhưng là cây nó bé lắm. Nó không to được như này đâu. Nhà mình có gần đây không ngoài? Vâng, nhà mình ở ngoài kia. Cái nhà nào anh? Nhà anh ở ngoài kia. À, cái nhà to đỏ đỏ. Cái nhà to nhất bản đấy đúng không? Là mời anh em, hay các anh ra đây lên xuống nhà em chơi nhỉ? À vâng. Nào, anh đi. Cứ làm việc đi ạ, bọn em đi loanh quanh một tí. Tí bọn em xuống. Anh này cứ đi hái chè đi, vâng. Một chút nữa xong rồi. Các bạn cứ ở đây chơi nhá, mình hái chè đó. Dạ vâng. Là vào nhà anh chị chơi nhỉ, có cái món nấm muối này là ngon quá. Này chắc là phải vào chơi thôi. Này mà nướng giá ớt thì hơi rồi. Nướng ạ? Nướng giá ớt ạ? Ồ. Em toàn nấu canh thôi. Bây giờ là mời anh em xuống nhà mình chơi nhá. Ui, cái này lên thì dễ các bạn, xuống thì xuống đầu bên dưới toàn bê tông, cẩn thận. Nguy hiểm phết. Hình như mình đi sai à? Đúng không? Cái không đi hế nó nguy hiểm lắm, đừng có làm hế. Đây. Đi quay ngược lại đúng không? Đúng rồi, quay ngược lại thôi. Đi quay ngược lại dễ hơn đấy anh Nhiệm ạ. Quay ngược lại này à? Đúng rồi, quay đấy. Đúng rồi, còn đi gì kiểu như cắm đầu xuống ấy. Đúng rồi. Cũng ghê.
Cái ta ly này nó thẳng đứng các bạn, gần như 90 nhiều, độ rồi. Nhiều cái là mình tiến được chứ cái này mình phải lùi. Nhà anh có xa đây không anh? Ở kia à? Ừ, cách đây tầm khoảng 100 mét. Rồi các bạn bây giờ thì anh chị thì anh Bình với lại chị gì đấy? Nghĩa. Chị Nghĩa, à vâng. Anh chị thì đang mời vào nhà anh chị chơi các bạn. Bây giờ thì sẽ di chuyển vào trong này các bạn nhé. Không cần, chỉ cần mỗi cái túm này được. Lâu lắm rồi mình không thấy cái nấm này các bạn. Cái nấm này nó có theo mùa. Anh chị ấy đang đề xuất là mua nấm rồi là về nhà anh chị nấu cơm ăn. Thì anh chị bảo là thôi cứ về nhà anh chị đã, rồi tính sau. Nó hay bọc các thứ này theo cái tả ly này nó hay hay có lắm nhé. Cái này á? À? Có. Nó không phải là có vùng nào đó thì nó có. Ở khu này là hay ở chỗ đồi đằng sau này với lại kia. Cái chú em thì nó hay mọc. Không phải cái... mọc mà là cái chỗ nào có tổ mối thì nó mọc mà. Ừ. Trên này nhiều vắt lắm. Nhiều vắt nhỉ? Ở độ ẩm nó cao. Vâng. Ôi đây này các bạn ơi. Cho em hỏi đây có phải là cái cây cây thuốc lào. Cây thuốc lào đúng không anh? Ờ vâng đúng rồi, đây là cây thuốc lào. À mà... chắc là mình trồng để cho gia đình mình sử dụng. Không, cái này là nó mọc tự hoang ấy ạ. À? Kiểu là nó cứ nở hoa xong nó rụng xuống nó lại tự mọc lên. À, cái này cũng gọi thời xưa cũng gọi cái. Vâng, cái này chắc là cấy, có phải cái thuốc lào mà họ bán ở chợ từng chúm không? Đúng rồi, cái thuốc lào này thì thường thường là mình hay thấy là các bạn dân tộc Dao thì hay sử dụng nhiều đến bây giờ. Tại vì các bạn hay kẹp xong các bạn nướng xong các bạn lấy ra về các bạn hái nhỏ ra xong rồi trộn vào thuốc lào ấy. À. Hoa, hoa đẹp nhỉ? Ui hoa đẹp thế. Là... đây này các bạn. Em nghiêng xuống nhá. Được. Hoa thuốc lào các bạn. Không biết là trong này nó có nhựa có mủ giống như kiểu là hoa phấn. Giống như cái hoa cái loại anh túc không vậy? Bên đẹp trong không? Này nó có phấn nó ngọt lắm. Cái này đây. Chính là người ta mang mang về phơi cho người ta thái ra đấy ạ. Ừ, đúng rồi, cầm ra mình bẻ này cho bên trong này rất là ngọt. Ngọt lắm. Đấy đúng rồi, bẻ cái cần này ra. Đấy đúng rồi, hút tuần đấy. Ngọt. Ừ, nó ngọt ngọt. Có nghiện không đấy? Không. Ừ, có ngọt phết các bạn ạ. Thử xem nào. Cái to này có. Thường nó phải có cái này hoa này. Phải có hoa này. À đúng. Ừ, cái này nhạt. Có cái nhạt. Đây. Mút cái phấn hoa cái ngọt lắm. Một cái rượu say mà mút cái này thì hai hoa là tỉnh luôn. Thế á? Ừ. Ây da. Thế ạ. Bị quên hết cả. Thuốc đấy các bạn, thuốc lào mà, thuốc lào. Cái này thôi chắc là cái này có tác dụng cầm máu này. Cái này chắc mình bật hai hoa rút vào túi quần để tí là còn vào nhà anh Bình nữa. Cái này không chỉ thế mà còn nếu mà mình mà đi hái chè đấy nhiều vắt thì mình không thể dùng cái loại mà nó có muối, mình rắc với muối hay là rắc với bột xà phòng ấy để dạ, ra bôi vào chân. Bôi vào chân. À đúng rồi, mọi người thì lấy trộn cái thuốc lào ấy, bình thường là em thấy người ta làm lấy thuốc lào khô, còn lá tươi này cũng được đấy ạ. Đúng rồi. Mùi lá tươi này thì nó sẽ tốt hơn khô, bởi vì khô nó héo hết rồi, nó không còn nước nữa. Nó không có tinh dầu nữa. Đúng rồi, không có tinh dầu. Dạ vâng. Đi, bởi vì sẽ di chuyển về nhà anh Bình nhá, để anh Bình dẫn đường thôi. À đi thôi. Anh Bình và chị Nghĩa các bạn. Anh chị đã bảo là trên này sứa nhiều cá lắm các bạn ạ. À. Mọi người đang đề xuất phải đi xúc cá. Nhưng mà để mà xúc đồ ăn chắc phải... Tối mới xúc được nhiều. À. Tại vì ban ngày thì nó chui hết vào cái khe đá rồi. Dạ vâng, cầu bê tông. Đợt trước cầu bên dưới này là làm... ba cây cột to. Dạ vâng. Đi vào trong nhà anh các bạn nhé. Mời mọi người vào nhà mình nhá. Ôi cẩn thận. Mình để ý là ở đây ấy, các bạn. Vừa rồi lúc khi cổng vào trong ngoài kia thì mình cũng thấy có cái dây cái kéo cửa tự động đóng. Nó tự động đóng này, mình ra nó tự động đóng này các bạn. Đó. Đây này các bạn có thấy cái cần này không? Đó, nó dùng cái sức của cái cần, nó giống như cái bẫy chim ấy. Cái này mà người đi trước mà người đi sau không để ý là này, anh thả cho nó. Rơi đúng vào chán. Thả cho nó. Đó các bạn. Thôi được. Xin mời các bạn đi vào đây cùng nhà anh Bình. Nào mời mọi người nhá. Nhà sàn các bạn. Ui các bạn ơi. Này. Đi vào nhà thấy mọi... có rất là nhiều bí này các bạn. Ui nhiều lắm các bạn ạ. Già này phải một chục quả to như này. Quả bí.
bí ngô. Bí ngô. Ôi, nhà anh Bình rộng thế. Rộng nhỉ. Chắc cái khu chỗ này còn đất. Có cái bể cá koi này các bạn. Cái khu này toàn đất của nhà. Nước lạnh quá. Hả? Các thải đấy. Vừa rửa chân các bạn, rửa chân trước khi về nhà. Đây, ở trên này là làm cái máng nước đây để rửa chân. Không có cái ha. Anh Bình có cái chế tạo một cái ống nước xong rồi là có cái ống nước này rửa chân này khá là hay các bạn. Vắt cắn. Vắt cắn chảy máu. À. Đúng rồi, lúc không để ý. Nhiều cá koi. Em rửa đi. Dạ vâng. Ủa nước lạnh thế. Cái này là nước này lấy anh lấy từ trên. Ủa nước mát lắm các bạn ạ. Ừ, cái này là nóng về có... ấm về mùa hè, mát về mùa đông. Có phải khóa không anh? Khóa nó khóa 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 là cho nó chạy lên trên đấy. À. Khóa không nó sẽ chạy xuống đây. Đẹp quá. Có dàn cá koi, cá chép vàng các bạn. Mời tất cả mọi người lên nhà. À vâng ạ. Mình sẽ lên nhà tham quan một chút các bạn nhé. Nhà thì thiết kế là một bên mình đoán bên này bé sẽ là nhà bếp, còn bên trái này thì sẽ là nhà chính. Đó đấy bạn. Cháu chào không thấy ai nhỉ? Mời chào bác ạ. À, vâng. À, chào mừng các anh đến với nhà em nhé. À, vâng. Ôi. Cháu chào. Tay bẩn một tí. Không sao ạ. Bà đang làm gì đấy ạ? À? Đang làm bếp. À vâng. Nào, em mời các anh ngồi đây. Ngồi đi ạ. À vâng. Cái gì đây này? Nấm, lúc đi hái chè được nấm. Đi hái chè được nấm à? Vâng, được nấm. Cái này với cái bánh sáng nay cháu đi chợ là cháu thấy ngon hay quá cháu mua cầm từ sau. Cái này là bánh đúc. Bánh đúc. À bánh năm phải không? À phát không bắt. Anh ơi. Ui. Cái bếp các bạn ơi. Mình để ý là mình thấy là hình như bác đang đổ xôi cái gì, bác đang đổ xôi hay làm gì ạ? Không có năng phải. Vừa mới đổ xôi các bạn ạ. Vâng. Mình để ý là trên các bếp này các bạn ơi. Mình thấy rất là nhiều người ta và đây là cái gì đấy ạ? Ống trà lam, chè lam các bếp. Ống trà lam à? Cô để làm chè để như nè. Chè đấy, ống chè. Bỏ phượng. Cái ống này là ống chè lam gác bếp. Thường là mình hay đi chặt cây chè ở trên rừng về xong bắt đầu mình hái chè xong rồi mình sao xong rồi mình đưa vào trong này, xong nhét vào trong này xong đầu sấy gác bếp. Đó. Bên dưới này là mình mới sấy là cái tầng dưới này là nó được tầm khoảng độ 2 tháng. Còn khi được 6 tháng là mình sẽ để lên trên này. Thường là cứ tầm khoảng 6 tháng là mình sẽ gửi cho các bạn. Em tò mò cho em có thể thử dùng được không anh? Vâng, tí nữa em sẽ cho anh thử. Chè lam gác bếp các bạn. Đấy. Nhìn là những cái ống này giống như kiểu là ống cơm lam các bạn nhé. Nó hệt như ống cơm lam ấy và bên trên này có nút này. Không biết là anh nút bằng giấy. Vâng. Có cái thì mình nút bắt, còn có cái thì mình nút giấy. Vâng. Ô, bây giờ anh chọc lỗ rồi. Cái đấy là mình để cho một lỗ đấy khi mà mình nén thì cho nó hơi nó ra bên đấy. Cho hơi nó ra. Cái đấy là của mọi người đặt này. Đấy thì nó cũng ngắn hơn. Cái này cháu cứ lấy đây cho đặt đây nhá. Cái này bằng nút bằng cây đúng không ạ? Cái này bằng cái này vẫn còn bớt. Cái này vẫn còn nóng này bà. Nóng mà như để thế này nó không nóng. À vâng. Để mình để lên gác bếp là thứ nhất là để cho nó giữ được mùi vị, thứ hai nữa là cách bảo quản. Vốn thì có mùi vị nó thơm hơn. Có một chút mùi khói bếp các bạn, mùi khói lửa. Một chút mùi chè. Xong làm xong hết thì làm. Bán sản phẩm. Cái này là nhà mình là chuyên làm bán đấy ạ? Ừ. A Bình, Bắc Hà, Lào Cai. Anh Bình là tên của anh luôn đúng không? Ừ, đúng tên rồi. Thương hiệu. A Bình là tên của mình luôn. Và đường nhà. Hơi đen một tí. Tại vì nó gác bếp thường là mình gửi cho mọi người là đen mình... ở ngoài thôi nhưng ở trong là bên trong là chè đấy anh. Vâng, ở chè đấy. Thơm. Có nhà mời anh em ngồi uống nước này. À dạ vâng. Rồi các bạn ạ, mình vừa rồi đang tò mò anh Bình thì anh sắp xếp cho mình một cái bàn uống nước bằng gỗ về là cái chè ống lam này các bạn. Cái
cái ống này thì anh ấy bảo là được được rồi, cái này được hơn năm rồi. Được hơn một năm rồi các bạn. Trên gác bếp hơn một năm rồi đấy. Bây giờ mình bổ ra đi, mình bổ ra thưởng thức luôn. Cho cái này vào à hơn đây. Năm đi. Em có thể thưởng thức không? Được ạ. Đây, mình sẽ bổ ra này mọi người. Cẩn cận em quay gần gần đi. Vào gần gần. Đây. Đây. À, bình thường sẽ gói như này đúng không? Bình thường sẽ gói này nhé. Gói này nha mọi người nhé. Đây, bên trong là mình sẽ có chuối nha mọi người nhé. Chuối này thứ nhất là mình để giữ ẩm. Còn thứ hai nữa là mình sẽ để vào đây để cho nó che cái khói. Lá chuối ạ? Vâng, lá chuối. Còn bên trong nữa là mình sẽ để này để cho nó, nhất là nó sẽ mộc mạc và nó nhìn nó sẽ rất là... nhìn nó đẹp nữa. Nhìn nó đẹp, nó khác biệt ạ. Nước bằng lá chuối. Cho anh xin con nhau. Bây giờ thì sẽ như nào, anh mình sẽ bổ ra các bạn. Đây. Đây. Wow. Bên trong nó như này. Nó rất là thơm. Đấy, bên trong là bắt đầu nó nén được nén nó chặt rồi. Bây giờ hiện tại là nó rất là chặt. Cảm tưởng đầu tiên các bạn nhìn nó giống như kiểu là cái ống cơm lam ấy, nhưng mà cơm nhìn nó màu tối tối giống như là cái cơm nếp cẩm lam ấy nhỉ? Đúng rồi. Đây, rất là thơm luôn. Ừ. Chè thơm các bạn, thơm một chút cái mùi ống lam, mùi ống. Mùi kiểu là mùi tre non đấy các bạn. Quyện vào cái tre non, cái mùi thơm của tre non. Ôi nhưng mà cái này khi mà mình bổ ra thì mình có dùng hết luôn hay là... Đây. Cho anh xin con dao. À con dao. Đây mọi người ạ. Mọi người ở dưới nhà mọi người chỉ cần cầm con dao này thôi, mọi người khứa này thôi. Đấy, khứa này thôi. Ồ. Khứa nhẹ thế này thôi. Đấy, thường là một ấm là mọi người có thể uống tầm này thôi. Đấy, tầm này là đủ. Một ống 1 cm này thôi. Đúng rồi. Vì nó nén chặt. Vâng, vì nó nén chặt rồi. Nhưng mà loại này thì nó pha được nó phải tầm khoảng độ 10 phút, nó phải hơn 10 phút thì nó mới nở ra thì uống mới được lâu. Và một cục này là mình có thể pha được 4 lần nữa. 4 ấm nước. Vâng. 4 lần nữa. Vâng, cứ hết là hết nước là mình cứ đổ vào thôi. Cho vào làm luôn nhỉ. Đây các bạn. Chè lam đúng không? Chè ống lam các bạn, chè ống lam không chị. Chờ đây, em mời anh. Có phải tráng không ạ? Có mình tráng để mình bỏ vào đây, mình tráng để vào đây. Để tí mình tráng chén uống nó sẽ thơm hơn. Đấy, tráng chén nó. Đấy. Đi uống chè phải những người mà hiểu về chè cơ. Đúng rồi, đấy. Hiểu về chè thì mới thưởng thức được các bạn. Chỗ Nhật Bản nhà chè là trà đạo ấy nhỉ? Trà đạo đấy. Là kỳ công lắm. Kỳ công lắm. Để cho cái chén nó nóng, cái độ nhiệt độ nước khoảng bao nhiêu. Vâng, vâng. Bây giờ hết rồi đấy ạ. Ok, đấy. Bây giờ thì nó rất là bên trong này giờ nó đang bắt đầu nở ra đấy. Đấy, nó tầm này thôi. Nước tầm này thôi. Rồi, chờ đợi thôi nhỉ. Chờ khoảng 10 phút. Đúng rồi. Sau khi chờ đợi là khi mà mình mọi người mà muốn để lại ấy, thì mọi người một là mọi người có thể là mọi người úp lại này. Xong thì lấy cái lạt này mọi người sẽ bịt lại. Đó, bịt lại buộc vào. Còn đấy, còn cách thứ hai nữa là mọi người có thể lấy dao về, mọi người có thể khứa từng đoạn này. Khứa từng đoạn này có thể bỏ vào cái lọ thủy tinh hoặc là để vào cái túi đó. Buộc kín đúng không? Cho nó bị ẩm mốc. Vâng. Không, nó thì không ẩm mốc đâu, nhưng mà để nó không phải hỏng ấy, nó không bị mất mùi ấy. Và thường là mình hay để thế này hơn. Nếu mà để thế này hơn, để thế này xong rồi mình kể cả để thế này mọi người không cần phải lấy lạt này buộc đâu, mọi người có thể để thế này luôn. Mình nút cái này vào. Nút thế cũng được. Nút cái này vào xong buộc lạt vào. Vâng. Cái này thì nó không bị mất vị nữa rồi, tại vì cái mùi của nó đã rất là thơm rồi. Mùi nó thơm thì nó khi mình uống nó sẽ không bị mất vị nữa đâu. Chè ông làm nhiều nhỉ, anh làm nhiều. Ông làm. Cái này trên dàn của anh khoảng bao nhiêu ống vậy anh? Cái trên dàn đấy nó tầm khoảng độ 200 ống, 200-300 ống. Nhiều phết đấy chứ ít đâu. Hả? Sắp 500. Phải bà mới biết được các bạn. 500 ống. Vâng ạ. Cái này thì... Làm bao nhiêu cứ đếm bao nhiêu. Để mà làm ra được cái này thì mất thời gian lâu không anh? Không bà? Cũng lâu mà, nhưng mà lấy về tối thì cả nhà không làm. Cùng nén. Thường là mình cứ hay nén tầm khoảng độ 4 giờ sáng. 4 giờ sáng đến 7 giờ.
À, mình cứ cho chè vào mình. Cũng làm vất vả lắm. Đầu tiên là mình đi chặt ống chè về, xong rồi mình bắt đầu mới sơ chế. Đấy, trước khi mình đi là mình phải chọn ống tre nữa, một cây ở trên rừng nó chỉ tầm khoảng độ nó tầm khoảng độ chọn được tầm khoảng ba ống thôi, 3-4 ống thôi. Tại vì cái ống này thì mình cũng mang ra lâu rồi đấy, cái này mình cũng mang ra từ độ khoảng độ tháng 2 rồi. Tháng 2 là bắt đầu mình bỏ ra ngoài, tại vì khi mà có khách đến là mình cứ cầm ra để mà trưng bày thế này. Cái này thì nó để được nó tầm khoảng độ 5-6 tháng là thoải mái luôn. Cảm ơn. Cái này mọi người làm trong những khoảng thời gian mà mình lại không ghi hình đây được các bạn. Không thì mình sẽ nhờ anh ấy xem cái công đoạn mà mọi người làm trà lam như nào. Vâng. Nhưng mà chắc phải để dịp khác nhỉ. Nó vàng, nóng luôn. Nó màu nó hơi màu đỏ đỏ, màu xanh xanh. À vâng. Chè ống lam. Nói chung là những đồ lam là thơm, em thơm. Em mời anh. Em cảm ơn, em cảm ơn. Em cầm giữ như này các bạn. À em sẽ, em cảm ơn. Thể hiện trà đạo, có phải cay nhau tất cả mọi người nhá. Vô cái nào, Quên hay vui hay uống rượu các bạn. Nó có mùi hâm nhẹ nhẹ. Ây da, thơm. Có mùi thơm. Không đắng các bạn. Cái này uống vào nó có cái mùi nó hơi ngải ngải. Hơi chát chát nhẹ. Hơi thôi các bạn nhá. Không có vị đắng này. Hơi chát nhẹ và ngọt ngọt. Cái uống một ngụm này là lát nữa là mình sẽ bị ngọt cổ họng luôn đấy. Ngọt. Cứ ngọt đây. Cả ngày luôn. Để cho xuống một lúc phải xuống hết cổ họng không mình nói chuyện này xong mới cảm nhận là ở chỗ là cổ họng của mình ấy, tức là nó như kiểu như tiết ra một cái gì đấy mà nó cứ ngọt 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 ở cổ. Vâng. Pha một chút mùi khói lửa anh ạ, đúng không? Nó có một chút rồi, có một chút chút mùi khói. Đấy nó phải như thế. Nó có. Nói chung là mình cũng không am hiểu trà nhiều lắm các bạn, nhưng mà cảm nhận của mình là như này. Trước tiên là nó có mùi thơm, hơi thơm thơm mùi ống nứa này. Pha một chút của cái mùi khói lửa ấy. Đúng rồi. Xong rồi uống thì nó hơi chát nhẹ. Đúng rồi. Xong sẽ ngọt. Vâng. Đấy là cái cảm nhận của em. Uống nó có vị đậm lắm, đậm như kiểu đậm. Đậm đậm, đúng rồi, đậm đậm. Đậm đậm. Cái này phải trà đạo nhiều vào mới hiểu được. Vâng. Cái này thì dành cho nhất là những người mà nghiện đấy, nghiện chè mà uống vào cái này thì cũng rất là thích. Người ta biết luôn đấy. Đấy, biết luôn. Thì người ta mới thỏa mãn được cái mà người ta hay uống này. Thì cảm nhận được là chất lượng chè ngon là như nào. Vâng. Chè ngon hay không ngon. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà uống chè nó không bị đắng là mình thấy ngon rồi. Đúng. Đây, mời mọi người uống. Dạ vâng. Thưa các bạn ạ, vừa rồi thì mình đang hỏi anh Bình về cái cách làm cái trà ống lam này các bạn. Anh ấy thì đang đây. Khi mà tỏa nhiệt mình hơn lửa tỏa nhiệt này xong mình bắt đầu bỏ chè vào nhá mọi người nhé. Truyền tải lại cách làm chè ống lam các bạn. Có thể là các bạn ở nhà có cái ống này có thể tự làm được các bạn nhé. Đó. À mình phải hơ cho nó nóng rồi mình mới cho vào. Hơ cho nóng xong rồi mới cho vào. Đấy, xong cứ để hơ. À xong mình cứ làm. Có phải cho nước hay gì không anh? Không, không phải cho nước đâu. À. Đấy, sau khi được làm cái này rồi. Mình nướng đến khi nào anh? À, nướng đến khi mà nó hai bên cạnh này nó tỏa nhiệt ra thì nó mới được. À, đến khi nào mà cái ống này tỏa nhiệt đúng không? Ừ, đúng rồi. Bây giờ nóng này ở đây, cao cụ ở đây. Ồ, mình sẽ phải ép nó xuống đấy ạ. Đúng rồi, ép nó xuống. Anh Bình thì có rất là nhiều dụng cụ các bạn.
Đây mình cứ gõ này thôi. Cứ gõ này, khi nào mà nó đầy thì mình lại tiếp tục bỏ vào, mình lại tiếp tục hơ lửa. À, mình lại cho vào. Đồ này đâu? Thảo ơi. Thảo đâu? Cần gì cần? Không biết cần đâu. À, mình cứ hơ cho nó nóng, cho nó nóng rồi là mình sẽ ép nó xuống đúng không? À. Khi nóng thì nó có mềm ra không? Cái chè này này. Khi nóng thì nó sẽ mềm ra, tại vì nó nóng thì nó sẽ mềm ra, sau nó sẽ tỏa nhiệt ở trong đấy. À vâng. Cái dụng cụ anh đang làm là bằng mây đúng không? Đấy, cái này là mây bằng cây mây. Cái này như kiểu là cái dạ dạ ướt đấy các bạn. Làm sao? Anh ấy sẽ ép các bạn mỗi lần là hơ cho một nắm vào, rồi là hơ cho nó cái phần hơi nước bên trong cái ống ấy các bạn, nó tỏa nhiệt ra. Theo ý mình hiểu là như thế. Nó tỏa nhiệt ra thì cái chè nó sẽ mềm mềm ra một chút các bạn, rồi anh ấy sẽ ép vào để cho nó dính lại với nhau các bạn, giống như ở đây này. Đó. Ép đến khi nào nó chặt ních như này hơn. Cứng luôn các bạn ạ. Theo như anh Bình nói thì phải ống đạt tiêu chuẩn các bạn nhé. Một cây thì một cái cây tre kia thì sẽ lấy được khoảng tầm 3-4 ống như này thôi. Thì những cái ống mỏng cũng không được mà dày quá cũng không được các bạn. Nó vừa thì mới làm được. Đó. Theo như mình vừa rồi mình cũng đếm rồi. Một cái ống này thì có thể làm được pha được khoảng ít nhất là 15 đến 18 ấm chè các bạn nhé. Nó dài khoảng tầm 20-25 cm. Cả ống thì khoảng tầm 30 cm các bạn. Đó. Nhà anh Bình thì hôm nay đang làm lý gì đó các bạn ạ. Hôm nay nhà làm gì đấy ạ? Lễ cúng cầu mùa. Ồ. Lễ cúng cầu mùa ạ. Gọi là ở trên này thì khi mà thường là cấy xong hết là mọi người hay làm gọi ông thầy cúng, gọi hồn lúa, hồn lúa này, hồn nước này, đấy, với lại ông cụ này, gọi là gọi về để cho nó cầu mong cho mưa thuận gió hòa này, mùa vàng bội thu này đó. À vâng. À. Hôm nay thực sự là một ngày bước chân phải ra đường rồi các bạn, khá là may mắn. Đến đây thì gặp anh Bình, cũng được thưởng thức món chè ống lam đặc sản ở trên bản liền này. Và cũng được anh ấy chỉ cho cái cách làm các bạn. Và hôm nay thì ra đây nữa. Và cũng may mắn gặp gia đình nhà anh Bình đang làm cái lễ cầu mùa các bạn ạ. Mình vừa nhìn thấy là tại sao mà mình cũng đang rất thắc mắc tại sao mà lúc mà vào nhà thì mọi người đun sôi, đây là làm cơm các thứ thế đông đông người nữa. Hóa ra là nhà đang làm lý để làm cầu mùa các bạn. Đấy xong rồi. Tập tay của ông là hôm nay là ngày này nó tốt. Bảo ông này cúng về có thể cúng hồn lúa này, hồn trâu này, hồn người này, mùa hồn gió hòa, mùa màng được thu này. À vâng ạ, các bếp rồi. Ờ, cái này là các bếp rồi. Cảm ơn các cháu lên quay thế này. À vâng. Chắc hẳn hơn nữa. Cháu cũng may mắn lắm ạ, rất là may mắn mà gặp gia đình. Mùa màng được thu trong này. Năm nay làm ít thì lại được nhiều hơn. Vâng. Mười năm. Dạ vâng, ông đang làm, chắc là làm lý các bạn. Làm. Còn ở đây thì anh Bình đang làm nốt cái ống xong rồi đấy à? Ống lam các bạn, chè ống lam. À, sau khi hết tầm khoảng độ 10-15 phút, 20 phút là mình bắt đầu làm xong một cái ống này mọi người ạ. 10-15 phút mới xong một cái ống cơ ạ? Đúng rồi. Sau này là bây giờ là mình lấy cái phần mà mình sẽ sấy mà nó sấy sẽ mất rất là nhiều thời gian. Khi mà mình sấy là mình phải sấy nào để mà hai bên này nó phải tỏa nhiệt ra hết. Đó, thì khi nào mà nó tỏa nhiệt ra hết xong thì nó mới bắt đầu đưa lên gác bếp. Đó. À vâng. Ồ, có nghĩa là làm thế nào để cho cái ống nó khô đi. Đúng rồi. Để cho nó đỡ bị ẩm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mình cái khâu mà chậm nhất là cái khâu mà mình phải
mình phải sấy này, sấy này là nó rất là kỳ công. À cho lên nướng đấy ạ? À? Cho lên nướng. Cho lên nướng này. Nó mất rất là nhiều thời gian. À vâng. Đấy. Nướng này thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. À thảo nào thế vừa rồi mọi người bảo là làm từ 4 giờ sáng. Hóa ra là từng công đoạn cho vào rồi nén xong bắt đầu là mình sẽ sấy cho khi nào đến cái ống nó khô. Ừ, xong mình rồi. Mới cho lên gác bếp. Vâng, đúng rồi. Đây các bạn. Cái này là mới làm này các bạn. Vâng, cái đấy là mới làm. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Ok. Nếu mà chờ anh ấy làm xong thì chắc còn lâu. Hôm nay thì anh ấy nhà anh còn cụ, còn làm cụ đấy cơ. Hiện tại thì tốt quá rồi. Tỏ mày tỏ của ấy bây giờ cũng vượng. Vâng. Được các bạn, trong nhà thì thầy đang làm cái lễ cầu mùa các bạn. Đúng ở trong nhà. Ở ngoài bếp này thì mọi người đang cùng nhau làm cỗ các bạn nhé. Ở đây thì hôm nay đi cùng bắt gặp anh chị hái được nấm các bạn. Nấm mối các bạn. Nấm này thì sẽ xào với lại là ớt này, về là với lòng vịt các bạn nhé. Bà có món gì đấy bà? Phèo lợn. À, phèo lợn à? Lòng phèo lợn. Còn đây các bạn ạ. Đây thì anh Bình, anh ấy đang chặt vịt. À, vịt hôm nay mổ ấy, có trứng này. À, vịt già có trứng đúng không? Vịt già có trứng. Cái này anh băm làm cái gì vậy ạ? Cái đấy là anh băm để tí anh làm tiết canh. Đây à. Gia vị thì ở dưới đây đâu. À nhân tiết canh à? Một cái món ở đây này các bạn, một cái món mà các bạn lên chợ phiên vùng cao, nhất là chợ phiên Bắc Hà và những chợ phiên khu vực Simacai các thứ ấy, thì sẽ gặp cái món này các bạn nhé. Món này chính là bánh đúc ngô các bạn. Bánh đúc này thì được làm từ bột ngô các bạn nhé. Và mọi người sẽ cho rau thơm này, đậu xị này và ớt các bạn. Cái này thì có thêm cái nước chua nữa sẽ cho vào. Ăn nó có nồng mùi của ngô và ăn khá là mềm các bạn. Đây chính là món bánh đúc các bạn. Đó. Ra đằng này thì mình thấy ông đang làm cái gì đó ngoài này. Mình để ý là trên này gần như nhà nào cũng sẽ có một cái máy sao chè này các bạn nhé. Thấy ông đang đan với mình cũng hồn lúa về mình lại đuổi ma đi. À, có nghĩa là cúng thần lúa về. Cúng hồn lúa về xong thì tí lại đuổi ma đi. Đuổi ma đi để cho nó đỡ quấy rối gia đình đúng không? Đúng rồi, quấy rối gia đình. Vâng ạ. Xong thì mình làm ít thì được nhiều. Dạ vâng. Đấy, tay của ông là thế. Dạ vâng ạ. Chỗ mình thì cũng là dân tộc Tày các bạn, nhưng mà lại không có cái lễ cúng mùa như này các bạn. Vâng, đấy, dân tộc Tày của ông là
thường đến tháng 6, tháng 7 là mình phải cúng hồn lúa này. Dạ vâng. Cúng hồn lúa xong rồi mình lại bắt đầu một tí cúng hồn người, hồn trâu, hồn ngựa xong hết xong rồi mình lại đuổi ma ra cửa đấy. Dạ vâng ạ. Xong rồi mình vào làm ăn thì nó lại phát, được phát tài hơn. Dạ vâng. Mấy hôm nữa mới cúng mới to. Mấy hôm nữa mới cúng ở đình làng. À, có nghĩa là hôm nay là cúng trong cơ sở là nhà. Vâng, hôm nay cúng trong nhà. Hôm nào mới cúng? Đến ngày 28 ạ. À? 28 ạ? À? Vâng, à, vâng. Cả làng mới cúng. À vâng ạ. Đấy. Con lợn to. Lễ cầu mùa các bạn. Lễ hồi cúng cầu mùa này xong rồi cả làng đi xong rồi bố đi cúng này. À vâng. Được con lợn là cái đầu lợn. Ok, nếu mà có thời gian lên thì 28 sẽ lên đây. Ở đây thì chị với mọi người đang nghe tẽ ngu. Rồi các bạn, cái bữa cơm của ngày tại nhà anh mình các bạn. Hôm nay thì mình vừa bắt gặp và hôm nay rất là may mắn anh ấy làm lễ cầu mùa các bạn. Cái cầu mùa của đồng bào người Tày đã xong rồi các bạn nhé. Mâm cơm đây các bạn. Hôm nay thì có vịt, có gà, có thịt lợn các bạn. Và mình thấy có món châu chấu rang lá chanh nữa này các bạn. Nhiều món các bạn. Đó. Có thêm măng nữa. Sao lại được cho ông như vậy? Thấy ông chứ? Thấy ông lên TV ạ? À? Không, tên là gì đấy nhỉ? Dạ vâng. Phải biết tên mới lên được chứ. Vâng ạ, vâng. Tại gia đình anh Bình hôm nay rất là may mắn thì bạn anh Bình ở ngoài rồi là lại vào ăn cơm, bữa cơm lễ cúng mùa cái nhỉ? Lễ cúng cầu mùa màng. Lễ cúng cầu mùa màng các bạn, lễ cầu mùa tại gia đình anh Bình đây, rất là vinh dự ba anh em mình. Lại hôm nay thì có rất là nhiều món. Khái đầu cũng vậy nào. Đến đây thì nó cũng không có gì đâu. Có cái mồm to tí rồi. Vâng. Dạ. Nhẹ quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn anh em hôm nay đã không ngại được xa xa xôi lên đây này họ mà gọi là họ lên đây còn mang cả quà lên nữa. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Sau đây Bình xin mời đi cả mọi người. Mình được anh ạ. Có rất cùng hay lắm không? Vẫn đây. Bước chân nó cùng hay được nhé. Xin mời các bạn nhé. Chị chết qua kia đấy. Mời tất cả anh em nhá. Rồi các bạn ạ, video này mình cũng ghi hình khá là dài rồi. Bây giờ thì chỉ là cái khâu ăn uống rồi là nói chuyện với nhau thôi. Những thứ sau đó các bạn. Video này mình cứ ước đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Ando TV. Xin chào các bạn.